nhiều dưới bữa này không ạ? Đó. Giờ lật rau làm cái chua nha nha. Thế làm lẩu mắm. Này, bữa nay cũng tới hiện nữa rồi. Vô hả nha, là gà cho anh em nha. Có hậu ngọt nha các bạn. Dạ lạ lắm. Cái trái này nào giờ mình mới thấy lần đầu mà. Là cái cây bứa đó của chị. Cái trái đẩy nó chua. Cái hai trái đủ nồi canh quá. Rồi cái trái của bà trái này nè. Trái nhóc dân của chú chị. Cái này là mà làm lẩu rất là ngon ha. Nhiều dữ vậy chú ba. Dư không? Hả? Dư không? Không. Chua lắm. Chua còn ngon. Ừ. Trái bứa nè mọi người. Đó. Bao nhiêu làm được trái nhóc nè. Thôi vậy được rồi. Rồi vô làm lẩu nấu mình chua. Giờ mình đi hái rau gì ta? Rau muống. Rau muống hả? Ừ, đi hái rau muống luôn. Hái rau muống luôn. Vô nấu mình chua. Giờ chú ba điện gấp vô đây. Rủ anh em làm lẩu trái bứa nha. Đi cũng thành võ TV và ăn với lắm nha. Với món rau gừng. Rau gừng đỡ chua. Vậy hả? Hả? Không mắc cái đó chặt đó. Chua. Ê đùng. Nó chặt quá. Ờm. Đủ quá mà. Ba thằng. Nó téo. Téo lập đứt. Xả rau đầy đủ nè. Quá trời vậy. Bên đây rau muống phải không chú bà? Đang đi hái rau muống nè. Chú ba nãy giờ hái rau mồm đó của chú anh chị các bạn ha. Hái xả không chú ba? Cái gì không biết chứ ớt là bao la nha các bạn. Đặng bước qua đây là mình hái rau muống luôn. Rồi bữa nay tới một chuyện nữa nha các bạn. Bữa nay vô chạy chú ba nè của chú anh chị. Cầm đàng hoàng rớt điện thoại ra quà đưa cho quà cầm. Đây quay là quay cũng gần Tết rồi ha. Tết đến rồi cây nhà lá vườn khổ đi kiếm bữa này ăn không nè các bạn ơi. Nè, ê. Bỏ túi đi. Má, bỏ túi rồi nó dập cái cây chết luôn. Túi áo á. Áo đâu bỏ. Đây là rau muống đồng ha của chú anh chị các bạn. Chú ba đang hái nè. Chút xíu mình sẽ làm lẩu nha. Nhập. Rau muống rồi rau nhút. Còn đây là cái ruộng của chú ba đó của chú anh chị các bạn. Đồng lúa bao la ha. Này chỗ đều bắt đầu thầy ăn thấy thì nó cũng đã chỗ ra gần hết tới cậy này của chú anh chị. Đó. Bắt con chạy ra. Nghe mùi rau thơm là thèm thịt chuột ha. chuột cỡ chừng nữa cắt lúa chắc có ngày nào cắt lúa mới có ha, lan nữa lộn hay lộn ruột lan luôn rồi ruột lan cũng được vậy hình như làm lẩu này lẩu ngọt mà đâu có ấy ruột lan không ông chổng ông có mắm không chú ba lẩu chua thì vậy trái bứa mà lẩu ngọt bứa đúng rồi bứa chua nha chua chú ba còn lẩu ngọt là có loại mà cái chai hồi đó mấy mà làm đó hết à còn không ấy nữa thì không để bứa thì là làm mắm lẩu mắm rồi ngon hơn á chú ba nó bẻ bứa rồi bứa là có sao muốn làm sao làm mắm á mắm thì nó ngon hơn có mắm thì muốn làm mắm thì ai đẳng hình như thấy có đám con nhút đẳng gà có con nhút chứ đẳng thấy con nhút ngon trời mắm á muốn là cũng với mắm cũng ngon vậy thì kèm một thứ miếng miếng vậy đó đây là cây nhà lá vườn ha của chú anh chị bữa nay thì mấy thằng YouTube nó thèm nhậu quá trời rồi là chú này vô thăm chú ba luôn trong chú ba đây thì không thiếu cho của chú anh chị rau đồng không à vô nó rủ ghen chú ba nè đây là chú ba nè chú anh chị chú cháu mà vô đồng thì chơi thoải mái lắm vô đồng thì vui hơn ngoài đô thành bởi vậy đô thành chơi vậy chứ không có cảnh bằng thôn quê dạ
Nói chung rau ruộng mình thì cuộc sống nó rất là nhàn nhã ha các chú anh chị và các bạn. Thì ở ngoài chợ ngoài thì ví dụ như giờ mình vô quán mình kêu cái lẩu ra thì thấy nó rất là bình thường ha cô chú anh chị. Đây sẵn chú cháu cũng có quá trời lúa trúng luôn á nha. Làm cái lúa đầu tiên thì tính làm bữa nay là ngâm sữa nè. Ngâm sữa không mà. Tính làm cái lẩu bứa mà thôi bây giờ chú ba nó có mắm rồi sẵn làm lẩu mắm luôn nha cô chú anh chị. Cái bữa để nó để tính làm sao món khác. Chú ba này đang hái con nhút á cô chú anh chị. Đây là con nhút ha. Con nhút này thì nó mọc đây cũng lâu rồi. Chú ba ông chồng đặng mà ông ăn lai lai gai đó cô chú anh chị và các bạn. Hình như cái rau nhút này là nó khác thôi con nhút mà chợ bán thôi chú ba hả? Ừ. Rau này rau nhút, rau Thái gì. Vậy ha. Ừ. Chứ còn rau kia là hình như nó có mấy cái vú thôi chú ba. Ừ. Bữa nào ấy mấy rau nhút kia trồng nữa. Ừ. Cái đó hình như nó nằm với hầm hả chú ba? Hầm. Ừ. Cái này nó bò. Dạ. Thì ba cái rau nhút có vú đó cô chú anh chị thì nó nằm với hầm ha, còn này là rau nhút Thái gì á, nó nằm trên khô á. Nó không có vú. Cái kia nó có nhiều cái nhút khao trắng trắng đó. Rau này khỏi khỏi lặt vú hả? Khỏi thấy ngò rồi không chú ba? Hái đi. Rau nhút nè. Ở đây là mình kiếm món rau rừng tự nhiên không có phân thuốc do trồng tự nhiên đó nha. Chú ba này hái đó bài ha, nó hái nãy giờ cũng rất là nhiều nè. Chú ba này tặng nguyên cái lắm rau nè. Chú ba dầu nhúc đi ngon không? Ừ. Cái giúp này thì ăn với mắm là còn gì bằng ha các chú chị và các bạn. Chuối nữa. Chuối ha, chuối sống ha. Chuối sống nữa. Cái mớ mớ gì chứ ăn đâu có hết. Đi ba. Vậy nó có vú nè. Ừ đúng rồi, nó có vú đó. Nó bò xuống nước đó. Dạ. Nhiều rồi nêm được. Chua hơi ngọ đó nhóc. Cái chuối. Cái này lẩu mắm thì phải có chuối sống ha. Chuối sống nè. Có đủ hết á. Trời này ăn. Chuối này như vậy ăn mới ngon nè. Đúng rồi. Chuối này ngon không trời? Dạ coi coi. Ơi ơi, chuối. Chuối coi mình nè. Qua qua luôn, không quay. Qua luôn. Dạ con lấy. Có chưa chín luôn rồi, không bể. Đẩy chú quay con. Dạ trái rồi chú ơi. Ừ. Nè. Chuối cây vườn là cái như ăn thoải mái. Ba. Chú sống còn đặt ăn. Nghe các bạn. Đi té bây giờ. Quá trình rồi chán là mình đi chấm cái cây mà chuột cái vỏ đi bắt con cá. Là rau coi cả nhà, cầm ngang lại, cầm ngang lên đi nha. Ờ. Giờ lật rau làm cái chua cả nhà. Để làm lẩu mắm. Thì bữa nay cũng tới một chuyện nữa rồi. Đây là rau nhút nè, rau nhút mình hái mày vườn vô. Đây là trái bứa. Còn đây là những cái chuối sẽ ăn với lẩu mắm này cả nhà. Quay chú tí kìa. Rồi quay chú tí, cầm ngang lại. Rồi quay chú tí bấm xả kìa các bạn ơi. Chào các bạn nha, mình đang bấm xả nha các bạn. À, cá nè. Cá đó. Thank you.
không tắt bằng led đi, ban ngày bằng led gì vậy? Tao đâu bạc đâu. Mày bạc lấy gì hay gì đâu. Chào các bạn nha. Cục vàng thân yêu. Hello cả nhà, hôm nay mình anh cùng anh em ra đồng tìm món lai gai. Bây giờ cả nhà dùng với mình nha. Rồi quay đi ra, quay vòng vòng nè. Chào cả nhà nha. Quay chút tí kìa. Chào cả nhà nha. Mời dùng lẩu với mình nha các bạn. Rồi quay là lẩu nè, rồi quay cá nè. Không? Bữa nay caramel mới đó nha. Giờ mời cả nhà vô lai gai với anh em nha. Mời quay đây coi. Vô. Vô vô chú Ba. Rồi vô ăn. Lẹ lên. Từ từ. Vô đi, mày vô đi. Tao không có chờ mày cái. Cơm củi là nấu nầu nó vàng. Bữa nay mình lai gai với lẩu mắm nha. Cả nhà. Đây đây đây, đưa con mình đây. Nấu cơm củi mà cơm cháy á, tự lên á. Rồi vô chưa? Vô. Lẹ lên ngay, dở quay, trời ơi, lẹ lên. Trời má. Vô cả nhà. Vô. Vô, 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 vô. Vô. Mời. Thì xin giới thiệu với cô chú anh sáng sớm giờ nó ấm bụng rồi ha. Chị. Vô như vậy đây. Là nó ấm. Mình thì quay cái lẩu mắm ha, cô chú anh chị. Cái này lẩu mắm. Cô mày biết mắm coi. Mắm trà ha. Quay mèo ra, quay mèo ra. Vô nè, mèo. Dễ thương không? Dễ thương à. Có chịu cái gì? Dòng nhốt. Rồi quay vô đây. Nè quay đây nè. Đó. Bữa nay mình hướng dẫn caramel mới nha cả nhà. Đây là cơm cháy mà. Rồi chú Tí kìa. Rồi chú Tí ăn kìa. Ai cả nhà ăn cơm cháy với mình nha cả nhà. Rất là giòn. Nói cho cơm cháy này nó giòn nó ngon lắm nha. Cơm cháy gì vậy? Gì trời? Nấu củi mà. Này uống hết chai nha, không có bỏ. Mày biến coi. Mày cứ mần giết tao à. Đủ tay rồi phải không? Tao giữ mày đâu. Đó lẩu mắm nha cả nhà. Rất là ngon luôn. Ba một cái nhà ăn lẩu đi. Ở trong đồng thì ba ba. Vậy là rất là quý ha, cô chú anh chị. Ba một cái nhà ăn lẩu đi. Rồi sẽ mời cả nhà ăn lẩu ha. Mời cả nhà ăn cơm cháy với mình nha. Lẩu vừa có chín không dám ăn đâu. Dạ ngồi nha cơm cháy hả? Cơm cháy thấy cũng ngon quá. Dạ rau trước rồi. Cơm cháy là ngon á. Thì giờ trong khi chờ đợi cái lẩu nó chín á, cô chú anh chị giờ anh em thì nha cơm cháy trước. Tí nãy giờ ngồi. Chú ơi đây. Đỡ nha nha. Cái nhà thấy hay rồi cho mình một like và một chia sẻ nha. Biểu biểu à. Đúng cái chạy. Chèo. Đi hái chút xíu có đầy rau hết trơn cả nhà. Yêu cầu mình có cá có thịt thôi. Cái bữa này chú Ba cũng mua một tấn cá tra cũng thả hầm là vô là câu rồi ăn à. Cái này có cá đồng vô. Mình hết tàu nước. Kéo lên cao quay xuống mới hết. Lúc này thấy nó hầm cá nó ụt nhiều quá chú Ba. Mà không biết cá đâu nó giữ không biết. Dưới cành nó lên mưa á. Vậy hả? Ừ, rau chín rồi nè. Chín rồi. Ăn rau trước đi. Cá cũng chín rồi chứ vô là nó nóng. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Nè rau nè các bạn ơi. Nè. Rồi. Này là lẩu mắm nha. Lẩu mắm. Rất ngon. Rồi vô. Cả nhà cùng ăn nha. Rau rồi các bạn ơi. Rồi vô. Quá vui rồi. Mời cả nhà nha. Vô nó làm bữa nó ăn đâu cũng mười mấy triệu còn nó dạ chung nó dở cái đó dạ tiền góp sách rồi triệu gì nổi góp sách lùm hả ta đưa cho gì ít ít em cho nhiều dữ vậy cho nó làm cá làm gì chưa chín không chút xíu chưa chín chút đi làm ăn thì cái nào nó như vậy anh dẹt nó qua bên nè anh bỏ nhiều nhiều vô nói gì à. Thôi chừa miếng đi cho thứ ba mà đâu có ăn hết đâu ăn gì nói ăn liền đầu à ăn
đầu chứ sao chứ không có ăn nổi. Nói chứ ngoài ngoài nhà vậy chứ không mà vô quán kêu lỏng mắm cho tiền không. Đúng rồi. Trong đồng thì cũng có hú có cha thôi chứ đâu có gì mới gì hết đâu. Nó có để vài vài miếng thịt heo vô này kia ha. Trời vậy. Từ mới nãy phải mua thịt heo ha. Của con cá thịt mỡ ha. Ừ. Không là, ăn thua mà ví dụ như một người thì người ta thích, còn người ta không thích ta không để. Thầy ta gọi á. Ừ thì mắm ba gọi. Ừ, mắm ba gọi. Với thịt nọng cho bà cái má heo này nè. Ừ. Ăn nó không có ngán. Chứ còn con mua rồi vô khác á là ăn nó mở nó tươm ra nó nổi trên này nè. Mở không mà ăn ngán ngược. Vô ăn cả nhà. Lại gà cho anh em nha. Để đó có ai ăn đâu. Từ từ đi. Ừ. Không có ai đâu.